Ok, hello mọi người. Hôm nay tiếp tục series vlog của mình chuyên về những cái phụ kiện dành cho máy ảnh và những cái kinh nghiệm và những cái sản phẩm mới review unboxing. Thì lần này mình giới thiệu mình các bạn lại một cái glass dành cho Sony S. Thì tương tự cũng là cái hãng khác đều có thể dùng được, thì mình mua đúng cái của nó thôi, Canon, Nikon và Fuji. Đó, thì cái bản này là bản dành cho Sony. Ok. Thì cái glass này ra đã lâu rồi, nó tính ra cũng gần 2-3 năm rồi. Thì đợt này mình có được một cái glass, nói chung là giá tốt, nên mình tiện thể mình làm clip đập hộp luôn, giới thiệu lại cho mọi người về cái glass này. Mình recommend luôn là nếu có điều kiện và chi phí tầm 2 triệu đến 2 triệu mấy, bạn nên nâng cấp lên thẳng cái glass luôn. Bởi vì sao? Nó rất là ngon. Thì mình có làm một cái video clip chia sẻ về tại sao nên chọn Godot V862 cho đó, với những ưu điểm của nó luôn, quá tuyệt vời đó. Thì quay trở lại, mình muốn làm clip đập hộp vào cái này, thì bên trong nó gồm những gì nha. Đó, thì hộp của Godot đây, các thông số kỹ thuật. Godot là một hãng của China, nhưng mà cái chất lượng nó làm rất là tốt và cũng có tiếng trên toàn thế giới rồi. Đó, bên này là một loạt những cái tính năng của nó, thì mình giới thiệu sơ luôn. Đó, thì một loạt chuẩn là GN60, một cái chuẩn đó cho cái ánh sáng là tốt, công suất đèn á, là GN60. Nó được 650 lần chụp full flash trên một lượng sạc, rất là tốt nha, rất là lâu, trâu nữa. Đó, tốc độ hồi rất là nhanh, 1,5 lần, và có hỗ trợ sóng wifi. Kích đèn, có nghĩa là mình có thể dùng cái flash, mình chuyển được chế độ wifi, mình kích đèn, đèn này, kích đèn khác. Đó. Rồi hỗ trợ TTL, tự nó sẽ đo sáng. Và hỗ trợ thoát HS nữa. Và tốc độ 1/8000 luôn. Và có thể điều chỉnh được những cái EV. Rồi nhiều chế độ nữa, pin 2000, zoom từ 20-200mm. Đó, hạ sạc được bằng xe hơi. Xoay được 360 độ, màn hình LCD hiển thị được cái thông số đèn. Nói chung là rất nhiều ưu điểm và được của mọi người dùng rất nhiều. Nói chung lát nó không có nhiều thay đổi. Từ thời xưa đến nay luôn thì vẫn là cái style như vậy thôi. Nó chỉ có đổi là pin, nó là pin liền, pin lay luôn, công suất cao hơn. Ok, mình sẽ mở hộp đây. Đây, khui hộp nó sẽ gồm như vậy. Sách hướng dẫn. Yeah. Rồi đây, sách hướng dẫn luôn. Một cái chân vịt nha. Cái chân vịt cũng rất hữu ích nha. Mình có thể để đèn trên bàn hoặc cái mặt phẳng luôn, hoặc là gắn lên những cái chip board. Đằng sau này nó có một ốc 1/4 nè. Đó, bạn hãy gắn lên, bạn không thể để đèn lên, đánh black op á, nghĩa là dùng chiếc cơ mình đánh. Ok luôn, tương tự đây là cục pin của nó, theo máy. Rồi. Một cục sạc. Một cái đường sạc, mình nhớ không lầm, nếu mà full thì cũng tầm 1 tiếng đến 2 tiếng á, trong cái khoảng đó, sạc full một pin á. Đó, mình cũng thường đi chụp sau sự kiện đồ nhiều, mình chụp đi điện. Xong. Nhiều sách quá. Ok. Tiếp đến là đèn. Tặng thêm mình một cái bao da nữa để mình đựng cái đèn. Tặng hết rồi. Mình để hỏi hộp qua. Cái đèn nha. Wow, còn rất là mới keng luôn á. Sẽ có tấm bao này và cái đèn này, dùng trường hợp mình đánh ở những nơi không có trần á, mình dùng cái đó. Một cái đèn này của mình cũng được một anh bạn vừa để lại cho mình, mới tin à. Đó, mình tiện thể mình làm clip đồng hộp luôn, mấy kèn xà beng luôn, không có một cái vết gì luôn đó. Thì đã chưa mình vừa làm để giới thiệu đó, thì khi bạn khui hộp gồm tất cả những cái phụ kiện như vậy thôi. Ok. Thì khi bạn có mua đèn, mua cũ lại của ai, hoặc là mình đã biết trong hộp nó gồm có những gì nha. Nhiều khi họ đưa thiếu cho mình à, cũng không quan trọng đó. Chủ yếu mua đèn cũ chỉ cần lá còn hoạt động, pin hoạt động và một cái cục sạc thôi là quan trọng nè. Chỉ còn ba cái này thôi, còn mấy cái này cũng không cần thiết. Hộp nhiều khi cũng không cần luôn. Ok. Thì
Video này mình chủ yếu là mình làm clip và unboxing thôi. Đó, nghĩa là bên trong hộp nó gồm có những gì thôi. Đó, thì mình đã chia sẻ mọi người về clip này. Mình sẽ làm một clip tiếp. Như nãy mình đã nói là mình sẽ chia sẻ là có nên mua cái lát này không. Đây là một cái lát rất là ngon nhưng tầm giá và ai cũng sẽ nên mua một cái như vậy nha, nếu mà chụp nhiều. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Đừng quên like và subscribe theo dõi kênh của mình nha. Mình sẽ làm thêm nhiều video hơn, chất lượng hơn. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.